Nhằm chuẩn bị cho kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố giữa năm khóa 10, chiều nay, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi cùng các đại biểu Cao Thị Huyền Trân, Nguyễn Mạnh Toàn và Thượng tọa Thích Huệ Vinh thuộc tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Ngũ Hành Sơn có buổi tiếp xúc với cử tri phường Mỹ An. Tại buổi tiếp xúc, đa số bà con cử tri đã ghi nhận những kết quả và nỗ lực của thành phố và quận Ngũ Hành Sơn trong việc phát triển kinh tế xã hội thời gian qua. Nhiều ý kiến tâm huyết đã được cử tri phường Mỹ An gửi đến các đại biểu Hội đồng Nhân dân, như việc cần đẩy nhanh tiến độ cải tạo dán đường Ngô Quyền Ngũ Hành Sơn, đoạn Nguyễn Văn Thoại Hồ Xuân Hương, sớm khắc phục tình trạng mất điện thường xuyên tại K55 đường Ngũ Hành Sơn, thảm nhựa các đường bê tông hiện có, đồng thời xây dựng thêm khu vui chơi cộng đồng, thiết kế mái che cho điểm xe đạp công cộng và các vấn đề an sinh xã hội. Trong kỳ họp lần này thì thay mặt cho cử tri tổ 31, tôi cũng sẽ xin một lần nữa là kiến nghị với là các đồng chí đại biểu Hội đồng Nhân dân quan tâm, nếu mà đường là không có đủ cơ sở, không có đủ cơ sở để mà đạt tuyến đường thì cũng nên đạt là kiệt để mà có cơ sở mà lập số nhà để gia dân người ta dễ thuận tiện. Đề nghị của Hội đồng Nhân dân thành phố là quan tâm những công trình công cộng, ví dụ như là cái sân chơi cho trẻ em, là nhất là mùa hè mà trẻ em đã nghỉ hè mà sân chơi thì không có. Muốn chung là phường Bắc Mỹ An là của chúng tôi hiện nay là chưa có cái sân chơi cho trẻ em. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã tiếp thu giải trình một số kiến nghị thuộc thẩm quyền. Những kiến nghị còn lại được tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Ngũ Hành Sơn tổng hợp và sẽ chuyển đến các cơ quan chức năng liên quan xem xét trả lời cử tri trong thời gian sớm nhất.